Đang đi thì vô tình mình gặp được con rắn lục đuôi đỏ, nhưng mà con rắn lục này mình không biết sao mà lại bị ngủm ở đây nữa. Tuyệt đối là mọi người không nên lại gần cái loài rắn này nha. Cái tên rắn lục đuôi đỏ này cũng khá là nổi tiếng do cái nọc độc của nó. Nó có thể gây ảnh hưởng tới tánh mạng rất là nghiêm trọng. Sau khi quan sát mình chắc chắn con rắn ấy đã ngủm rồi, thì mình lại thấy một cái vết thương ở chỗ cổ của nó nè mọi người. Chắc đây là cái nguyên nhân dẫn tới nó bị ngủm. Còn xung quanh ở trên thân của nó thì mình không thấy cái vết thương nào khác nữa. Con rắn này nó có cái màu xanh y như cái màu lá cỏ, nên mọi người hãy hạn chế đi vào những cái đám cỏ như thế này. Nếu mà nó nằm ở trong này thì mình cũng khó mà phát hiện. Còn cái lớp vải của nó thì giống như những chiếc lá đang xếp chồng với nhau.